Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vẻ Đẹp Du Lịch Lai Châu nhá. Bữa tối ngày hôm nay của anh em chúng tôi đón Tết tại nhà anh Phạ các bạn ạ. Yeah. Có rất là nhiều món các bạn ơi. Anh Hải thấy mâm cơm này nào? Quá tuyệt vời. Đây các bạn ạ, hôm nay chỉ có canh xương nấu khoai này, thịt gà này, ớt trung đoàn này, đậu sốt cà chua, thịt bò thì nấu măng, cá các bạn ạ. Đấy, ngoài ra thì có loại lực lói nữa. Có ăn cơm chưa? Đây, đây còn cả bát nước chấm thần thánh nữa đây các bạn này. Đây, cái bát nước chấm này có giống nước chấm của anh Hải pha không? Bát nước chấm trứng của bà con đấy các bạn. Bây giờ mời mọi người ăn Tết cùng anh em chúng tôi nhá. Thì tối hôm nay lại có cả mấy em ở trong bản nữa. Chúc mừng năm mới nhá. Đây các bạn. Anh ăn ngồi đi. Anh ngồi đi, em đứng một tí. Em đứng quay cho mọi người. Billy là chén đầy. Xong rồi là gà Happy Bò à? Tí nữa mình phải rô theo cả điệu của Mù Cả đấy nhá. Tí nữa mình kiểu rô theo điệu Mù Cả. Lusa là uống hết à? Tosa. Tosa là uống hết chứ. Đây các bạn. Món ngon là sáng. Hôm nay cho anh Hải uống rượu cùng với các cô gái người Hà Nhì. Đây các bạn. Hôm nay theo lịch của bà con là 30 Tết đấy các bạn ạ. Đấy. Ở đây mới ở dưới này thì mời các bạn nha. Chén đầy nha, vừa nghe thấy bảo là Billy cơ mà. Anh Phạm ngồi đi anh Phạm. Ngồi đi, ngồi đi. Đây. Ngồi xích lại nhau rồi chứ đấy. Anh ngồi đây luôn. Ngồi đây. Ngồi em, gần em, Pili. Tí em cho Pili luôn. Chị mình kìa, Na Ná là ai đây? Ngồi đây. Đây các bạn. Gà ngon chưa? Gà này là ăn toàn ngô đấy các bạn ạ. Chắc minh nghịch luôn. Bác à, hiện sao rồi? Không thử đâu vậy. Đây là anh Phạ chủ nhà các bạn nhá. Đây đây. Đây. Trong chỗ không? Thấy em là ấm ấm rồi. Đấy, em ngồi sang bên này đi. Chén đi thừa. Xong rồi Kỳ ơi. Gia đình Phạ không biết gì hơn, rất vui được đông đủ của anh em bạn bè, đặc biệt là anh Hải. Những ekip của Sapa TV với lại chú Huy, chủ của Vẻ Đẹp Du Lịch Lai Châu rất là vui. Hôm nay thì không biết gì hơn, hôm nay tất nhiên thì chúc mọi người sức khỏe. Vâng. Em chúc anh sức khỏe. Cảm ơn anh. Dạ. Năm mới. Năm mới chúc mừng anh. Cũ đã tốt rồi, năm mới càng tốt hơn. Để cho em chỗ đẹp đấy. Okay. Tô xà. Giới thiệu đây mọi người, đây là bạn Việt. Đây, chắc chắn. Anh em học ở lớp đại học. Anh phải nước lọc nhỉ? Anh em chơi với nhau. Để đi nhau này. Các uống rượu à? Chú Ký, phóng viên truyền hình về Lai Châu. À, trưa nay là gặp rồi đúng cái em chỉ xuyên Lai Châu thôi, em chỉ Lai Châu thôi. Sapa TV.
Chào Linh. Tốt xà. Còn ba em này nữa, anh ở dưới. Tôi là em gì? Con chú vọng. Cháu. Con chú vợ cháu. Thế có đứa cháu. Nào mà chưa người yêu anh? Ba người là chưa có người yêu. Ở đây có anh nào chưa vợ không? Mời chén nước nào. Thôi, mẹ làm chén nước. Làm chén nước đi bà anh. Ok. Mời mọi người, mời các bạn nha. Ủa sao chén mình đầy thế nhỉ? Sướng thế nhỉ. Làm một vài chén anh. Mời mọi người xuống. Ngày ăn thử thịt bò xem đây nào. Thịt bò ngon mà, giòn lắm. Rượu tép thì ngon hơn. Đấy, quả. Qua cái lăng thì xe lạnh các bạn ạ. Đây là ngồi như này thì rất là ấm luôn. Tối nay thì mình và anh em được anh Phạm mời như này đây. Thì xin mời các bạn nhá. Chúc cho những bạn nói chung là live stream để cho các bạn không được về quê thì đỡ nhớ. Người chia sẻ mọi người thêm một nét văn hóa của bà con. Thì bây giờ xin mời mọi người nhá, mình ăn cơm này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Anh Hải hôm nay không say là không được đâu nha. Anh em muốn xem full video thì vào kênh YouTube Saba TV nha. Mấy trăm người đang xem rồi. Hơn 100 rồi anh ơi. Và mọi người chia sẻ mạnh mẽ. Mỗi người cho mình với anh Hải một lượt chia sẻ các bạn nhá. Vâng. Tí nữa anh chia sẻ được. Tôi xin phép mang anh em mời anh Phạm một chén. Đấy, nào hai anh em. Không ơi. Cảm ơn chú đã đúng lời đó. Tốt xả. Nhà anh Phạm là hơi bị nhiều bằng khen luôn đấy. Ấy. Ai cầm máy. Lại lụng rất khéo. Ba bạn nữ này là chưa có người yêu các bạn nhá. Ai mà muốn làm quen thì tí nữa cứ để lại số điện thoại các thứ, mình sẽ gửi info cho mà kết bạn nhá. Đấy. Ngày kia là hết Tết đúng không anh? Tết 5 ngày mà nhở, đúng rồi. Ngày kia được 3 rồi. Ngày kia thứ 2, thứ 3, thứ 6 à? Thứ 6 là hết. Đấy các bạn. Lên chục ngày rồi đấy. Ngon không anh? Ê, anh thử đánh giá cái nước chấm này nào. Thử chấm nào. Ngon, anh chấm rồi. Tuyệt vời đấy. Đây là nước chấm truyền thống của bà con đấy. Cái món nước chấm của anh cũng làm giống như này, nhưng mà thay vì trứng thì anh dùng óc hoặc là gan. Nếu chấm gan đây có ớt trung đoàn này anh này. Ờ nhưng mà ớt trung đoàn cay. Nhưng của anh lại có cả mắc khén nữa. Anh hạt dừa. Quá dừa khén. Thôi hôm nay lên đây ăn Tết cùng bà con thì xin thành cảm ơn chủ nhà cộng thêm với tất cả mọi người đến đây chung vui cùng gia đình. Anh thay mặt anh em Saba TV cũng như phải là du lịch Lai Châu thì xin mời tất cả anh em trong bơm một ly. Chúc anh em sang năm mới gọi là vạn sự như ý. Vâng. Mời anh nhé. Rồi anh em mình đây rô dê phát nhá. À, 1, 2, 3 rô. Bắt tay tí này trên chơi mù cả. Mình mù cả. Sơ. Thế anh ký chưa luôn được mù cả đi. Nhưng mà mời đã đợi mời xong. Ừ. Mời phải xong. Có xạ xong mới mù cả được. Ăn em ạ. Đấy. Trời ơi, bảo ơi. Đấy, em không lên xong làm. Chúc tất cả các bạn đón Tết vui vẻ nha các bạn ơi. Saba TV. Đấy, Saba TV vui vẻ đẹp. Không có chơi hoài hải đó, chỉ có Saba TV thôi. Đầy đủ hết rồi. Mỗi thiếu anh thôi. Em thiếu anh Nana thôi. Em gặp anh Hoàng Hải á. Anh ơi, em cô hẹn hò anh kiểu gì fan này các bạn ạ. Ôi, em xin phép nhá. Mời các bạn nhá. Không sao. Mời Kỳ nhá.
chứ được mà. Đấy, thế đi. Đông lắng lắm. Thế thôi để khi khác em nhá. Ờ em chấm này, chấm này. Em trúng cái miếng này. Rồi. Đây bạn này. Nước chấm thần thánh này. Thế quả ớt chung là to đùng đấy luôn. Nhưng mà thôi. Phi bạch lại luôn à. Dịch tình hình để sau đó em nhá, sau đó cũng bù đó. Anh pháp lại còn nghĩ chứ. Sau đó cũng bù. Tê không? Ngon không? Click in với lại ca sĩ con tú này. Không nên uống đấy, hai hai bạn cái nhỉ, hai bạn nam đây nhỉ. Mình nhà mình chấm lại cho bạn xem nhá. Click hai vợ chồng ca sĩ con tú không lên. Click không lên được. Đấy. Chúc phải anh em nhé. Bạn chấm cái này này. Thôi được rồi, để ăn cơm. Anh phát động chén theo điệu mù gà ấy. Để cho mọi người biết mù như thế nào. Điệu dù này hay lắm. Anh ấy ấm chưa? Thế mà không lên trước 14 ngày đi. Lên Lai Châu cách ly 14 ngày trước đã. Xong đi ăn Tết vừa. Đi ăn Tết. Để dịp mong là dịp tăng nhanh. Sau là để dịp cúng bản nhá. Anh uống với ba đứa chị em cũng chén à? Thôi bốn người bọn em cũng uống rượu đi. Không được đi đâu. Chị uống rượu này. Uống rượu nào cách. Thế thôi nhé. Anh chị uống đi. Anh chị uống đi. Bye bye em nhá. Vâng vâng vâng. Vâng cảm ơn. Vâng. Để xuống bí. Ai cũng khen mâm cơm nhà anh Phạm ngon. Thế à? Cơm Tết có phải khác nhá. Đây bạn. Cá, suối. Bò, gà. Thì gà ngon thật. Suối ở đâu có cá to đấy. Suối sông Đà. Suối Đà. Cá sông Đà đây. Chia sẻ với tất cả các bạn xa quê không về được thì cũng quay để lại cho các bạn có một tí không khí để mà nhớ quê cũng như là đỡ nhớ. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ, cũng như chúc các bạn một năm mới bình an, sức khỏe các bạn nhé. Lời chúc này thì gửi riêng cho những bạn người Hà Nhì đang công tác ở xa quê. Làm một chén đông khởi nữa anh nhỉ? Làm một chén bù cả đấy nhỉ? Theo kiểu rô bù cả nhá. Không cho phép, chủ nhà không cho phép. Ok. Rồi. Bản sắc. Rồi. Cá là thì chỉ có sờ tay thôi. Sờ thôi. Sờ đây đúng không? Ai mà sờ? Sờ. Sờ. Thế này. Lại phát lên anh, hai ba sơ nhá. Sơ. Sơ. Hai ba sơ. Sơ. Nhưng mà đấy là dịch sang nha các bạn, chúc bạn rất vui vẻ. Bây giờ thì mình xin phép kết thúc livestream tại đây để dùng bữa mọi người đây. Thì chúc tất cả các bạn một năm mới bình an, một năm mới sức khỏe nha các bạn. Chia sẻ với tất cả những bạn người Hà Nhì không được về quê ăn Tết vì do dịch Covid. Thì hôm nay mình đồng hành cùng với anh Hải. Thì nếu bạn muốn xem full video thì có thể sang kênh Sava TV các bạn nhá. Để ủng hộ cũng như là theo dõi anh Hải. Chúc mừng anh. Thank you. Cảm ơn anh đến Lai Châu. Cảm ơn anh Phạm rất là nhiều. Đem cho anh rồi.